Kính thưa các bạn, trong cuộc sống hiện đại, con người ngày càng bận rộn, ít vận động. Việc dành thời gian để tập luyện một môn thể thao nào đó để rèn luyện sức khỏe đôi khi rất khó thực hiện. Nhưng không phải ai cũng biết, đi bộ hàng ngày là hình thức tập luyện đơn giản nhất nhưng cũng mang lại lợi ích to lớn đối với sức khỏe mỗi người. Một số tác dụng nổi bật của việc đi bộ, hãy cùng Sống Khỏe Quanh Ta tìm hiểu ngay sau đây. 1. Hỗ trợ giảm cân. Đi bộ là một bài tập cường độ thấp có thể giúp giảm cân và giảm mỡ bụng. Một nghiên cứu cho thấy rằng những phụ nữ thừa cân đi bộ từ 50 đến 70 phút 3 lần một tuần trong 12 tuần sẽ giảm được khoảng 3cm vòng eo và giảm 1,5% lượng mỡ trong cơ thể. 2. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Đi bộ hàng ngày 30 phút sẽ làm tăng nhịp tim của bạn. Nhịp tim càng cao thì sự lưu thông máu trong cơ thể càng tốt. Đi bộ nhanh cũng có thể giúp giảm nguy cơ huyết áp cao, cholesterol cao, giúp ích cho việc ngăn ngừa các bệnh tim mạch. 3. Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Theo Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ, đi bộ là một cách tuyệt vời để hạn chế bệnh tiểu đường và chúng ta nên bắt đầu bằng cách đi bộ từ từ, sau đó đi bộ với tốc độ vừa phải. 4. Ngăn ngừa ung thư. Theo các nhà nghiên cứu của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, đi bộ ở mức độ thấp có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú và ung thư đại tràng. Phụ nữ đi bộ hàng ngày có thể giảm nguy cơ ung thư vú xuống gần 54%, đặc biệt là ở phụ nữ tiền mãn kinh. 5. Ngăn ngừa lão hóa. Đi bộ là một trong những cách tốt nhất để chống lại lão hóa vì nó sẽ giữ cho các cơ trên cơ thể bạn hoạt động, củng cố xương, giúp bạn trẻ lâu hơn và sẽ làm tăng tuổi thọ của bạn. 6. Giảm nguy cơ đột quỵ ở phụ nữ. Đột quỵ là một căn bệnh nhắm vào các động mạch trong não, có thể gây tử vong và tàn tật. Một nghiên cứu cho biết hoạt động thể chất bao gồm đi bộ thường xuyên đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa đột quỵ ở phụ nữ. 7. Giảm huyết áp. Nếu bạn bị huyết áp cao hoặc đã được chẩn đoán là bị tăng huyết áp, đi bộ thường xuyên có thể giúp hạ huyết áp. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, hãy dành 40 phút tập thể dục ít nhất 3 lần một tuần để giảm huyết áp của bạn. 8. Tăng dung tích phổi. Đi bộ nhanh trong 30 phút giúp tăng dung tích phổi. Đi bộ ngoài trời cũng sẽ cải thiện sức khỏe của phổi vì bạn sẽ được hít thở không khí trong lành. Ngoài ra, hoạt động thể chất và tập thể dục thường xuyên sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống. 9. Giúp kiềm chế cơn thèm đường. Những người thừa cân hoặc béo phì đi bộ 15 phút mỗi ngày làm giảm cảm giác thèm ăn đường. Đi bộ có thể cung cấp một số kích thích nhận thức can thiệp vào quá trình suy nghĩ xuất hiện khi bạn thèm đồ ăn có đường. 10. Giảm nguy cơ khuyết tật về già. Một nghiên cứu khẳng định rằng việc đi bộ ngay từ khi còn trẻ có thể giúp bạn không bị tàn tật khi về già. Kết quả của cuộc nghiên cứu là những người lớn tuổi từ 70 đến 89 tuổi tập thể dục thường xuyên ít có nguy cơ bị tàn tật lên đến 28%. 11. Cải thiện tình trạng giãn tĩnh mạch. Giãn tĩnh mạch là những tĩnh mạch lớn thường xuất hiện ở chân, bàn chân và thường có màu xanh, tím sẫm. Đi bộ nhanh thường xuyên làm co các cơ, giúp tĩnh mạch của bạn lưu thông máu, do đó củng cố và duy trì cơ chân, giúp tăng cường lưu lượng máu khỏe mạnh ở chân. 12. Tăng cường chức năng miễn dịch. Thường xuyên đi bộ có thể bảo vệ bạn khỏi sự biến đổi thời tiết. Đi bộ với nhịp độ vừa phải từ 30 đến 45 phút mỗi ngày làm tăng số lượng tế bào hệ thống miễn dịch trong cơ thể. Đi bộ như thế nào? Trước khi đi bộ nên chú ý chuẩn bị quần áo, giày dép phù hợp. Quần áo tùy theo điều kiện thời tiết, rộng rãi, thoáng mát bằng các loại vải thấm mồ hôi, đủ ấm, mang giày vừa vặn, thích hợp. Trước khi bắt đầu luyện tập nên dành 5 đến 10 phút tập những động tác khởi động để làm ấm cơ thể, tránh căng cơ, mau mệt mỏi trong quá trình luyện tập. Khi đi bộ, đầu luôn giữ thẳng và hướng về trước, thẳng lưng, vai và cánh tay nên để thoải mái, khi đi nên đánh tay một cách tự nhiên. Lúc bắt đầu nên đi chậm, sau đó tăng nhanh hơn một chút. Đi với tốc độ mà bạn cảm thấy thoải mái nhất là được. Thời gian mỗi buổi tập tùy theo từng người, đối với người mới bắt đầu nên tập ít, sau đó tăng dần. Điều quan trọng là cần phải luyện tập thật đều đặn và thường xuyên. Lưu ý, đối với người cao tuổi,
người mắc bệnh mãn tính, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, nên tham khảo hướng dẫn của bác sĩ trước khi luyện tập. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Sống Khỏe Quanh Ta. Xin chào và hẹn gặp lại!